Rồi, cô em Thiên là đang lên con hàng. Con hàng. Con hàng. Con hàng móc vào bụng nó, vây 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 đuôi. Vây đuôi. Wow, 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 vây đuôi. Đấy, vây đuôi. Thế ra nổi cá không ăn nữa. Tính, tính, tính. Cái đài nha nha rồi. Đúng chỗ này quay. Wow. Con thủ con đạt đang dìu hàng hàng bự. Người đây nha. Vào đâu sắp 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 đâu. Xong tấn nha. Phải chào tiền. Bảy trăm kiến tạm biệt nhé. Bảy trăm kiến với tao biệt gì mày tao hay hả còn đạt báo và caro và caro là nguy cơ là tầm 2 kg đó. Tí xíu nữa là bung. Anh đạt đánh mồi ruốc không anh đạt anh xả anh đạt có tôm lạnh có một bung nó cắm tanh. Còn con thủ này mồi câu mồi xả thế nào để chia sẻ anh em tí được. Em chỉ có câu mồi xả thôi, xả mùa nào câu mùa đó luôn. Có một tôm, có cắm tanh, có... Có, đầy đủ hết anh. Có gì nữa, có xanh xanh nữa là cái gì con quen ha. Đâu anh? Con xanh hả? Rong anh ơi. À, rong gì? Tảo, tảo. Tảo. Ơi. Ok. Các anh em trong hội câu cá Bắc Nông đánh nó Thiên đánh nó em nhất đầu cần đây cá nó ngả quá Thiên lắm anh ơi. Em cứ ấy, em cứ tập làm quen dần với công nghệ công kính của anh nè. Xong đánh nó Thiên. Con cá Đắk Nông đang tập dượt vào những lúc cuối tuần. Anh em nào có hứng thì cứ tham gia vào hội câu Đắk Nông nha. Đạt đánh mồi mạnh quá thì cá nó hút về hết với Đạt rồi. Câu hai hiệp chia điểm câu giải trí mà anh chơi mồi vuốt nặng hai thôi. Câu hai hiệp chia điểm ba xì này. À. Vừa anh xuống mà không đánh chứ rồi lại cho mày lại nhá. Rồi, cô em Thiên là đang lên con hàng. Con con hàng. Con hàng. Con hàng móc vào bụng nó, vây 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 đuôi. Vây đuôi. Wow wow wow, vây đuôi. Đấy, vây đuôi. Thế ra nổi cá không ăn nữa. Tính, tính, tính. Đây, đây là sai cá của Đắk Nông. Sai cá Đắk Nông anh em ơi. Em xem đi. Đó. Tuyệt vời.
Xem chừng đánh cái mồi mồi nhẹ là nó ăn mạnh hơn đấy nhỉ. Mồi em mồi nhẹ này. Anh cũng thấy như vậy. Chứ anh Đức đánh mồi tinh chất đặc quá cá nó kén lắm. Rồi anh Đạt đang lên một con hàng tiếp các anh ơi. Wow, hàng ở đây em dám cá với các anh, con caro không có con nào dưới anh ký hết. Caro hả? Toàn là cứ ký 2 ký nhá. Bảo đảm là dìu cá phê lòi. Dìu cá phê lòi. Xem con caro này. Xem caro rồi chưa? Trời ơi, cái vợt mặt 45 đó. Wow. Cái thủ nào được kia? À, anh Đức đang dìu con hàng nhưng không biết hàng gì đây.